ngày 30 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ công ty Việt Á nâng khống giá kích xét nghiệm COVID-19. Trong những người bị truy tố, có nhiều bị can giữ chức vụ cao như hai cựu ủy viên Trung ương, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị truy tố hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cấp phó của Việt là Vũ Đình Hiệp cũng bị truy tố hai tội danh này. Trong vụ án này, Phan Quốc Việt bị xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Cơ quan truy tố cáo buộc để được tham gia nghiên cứu đề tài, kinh doanh kit xét nghiệm, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá, bị can Việt đã đưa hối lộ 106 tỷ đồng, trong đó có 3 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng, tổng 82 tỷ đồng cho 6 quan chức. Lợi nhuận thu được từ việc nâng khống giá kit xét nghiệm, Tổng Giám đốc Việt Á đã dùng số tiền rất lớn để chi hối lộ, lót tay cho nhiều người là lãnh đạo, cán bộ của một số bộ ngành. Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thành Long bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất lên đến 2,25 triệu đô la Mỹ. Thông tin chi tiết đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online.